giới thiệu các bạn, đây là thành phố Lai Châu. Đây là trục đường chính, đường 34 đi về phía tiếp về Phong Thổ, hoặc là đi về đi từ Phong Thổ để đi về cực Tây Ba Chải, hoặc là đi đi ngược lại đi về Ô Quỷ Hồ, vân vân. Cũng 5 năm 6 năm mới quay lại đây. Thành phố mới, diện tích đất rất là rộng nên trục đường xây rất là to. Phía sau những dãy núi cao và vời nhìn hấp dẫn rồi. Cũng là cái thiên đường leo núi giống như Yên Bái. Đây là sáng bạn người Mông trở về, sáng bạn người Mông trở về cái chân núi giúp. Chắc cũng khoảng 7-8 cây gì đấy. Thời tiết rất là mát, mặc một cái áo mỏng thôi nhưng mà vẫn không sao, vẫn ok. Đi qua một cái khu chợ, chợ Xanh Thằng. Là chợ Xanh Thằng ở thành phố Lai Châu. Bán văn hóa du lịch Xanh Thằng. Đường này đi đâu mà ô tô nhiều quá ta? Chắc là cũng mấy bạn leo núi đúng không? Đúng rồi. À. Sáng nay là nhiều đấy. À, dạ. Tà Liên là 60 cây đấy. Dạ. Tà Liên là leo gần đây luôn đúng không ạ? Bạn nói là hết dịch rồi, bây giờ bà con bắt đầu đổ xô đi chơi, đi leo núi lại. Rồi ở đây Tả Liên với Puta Len là cùng cùng chỗ đây, cùng cái điểm xuất phát nên ô tô chở khách lên rất là nhiều. Tả Liên có thể đi về trong ngày được. Đúng rồi, Tả Liên có thể đi sáng đi chiều về được, còn Puta Len thì ngủ một đêm trên lán. Đó. Gì đó. Tin tưởng tay lái của chị gái. Bắt đầu đổi dốc sau nha. Cứ như đi roller coaster, đi tàu lượn siêu tốc. Tới đoạn này dốc xe lăn nở xuống đi bộ. Xe kia cũng thế. Đoạn này dốc quá. Những cánh rừng thật là đẹp. Những bước chân đầu tiên chính thức đi bộ. Rồi sau đi qua một cái cầu treo, con suối đẹp quá đẹp này. Đang tiếp tục đi bộ, mới đi được có 1.3 cây. Lần hẳn leo dốc liên tục, nhịp tim hơi cao, 140 mấy luôn. Mùi cây cỏ thơm lừng luôn. Thật là thích. Rồi chiến kim kêu ríu rít khắp cánh rừng, tiếng suối chảy dưới. Mệt nhưng mà không khí trong lành, không gì tuyệt vời hơn. Thế giờ tuần nào cũng được leo núi vậy. Mệt nhưng mà vẫn đẹp trai. Cốt yếu là vậy. Giờ mới chính thức đi thật sự đây. Đi khoảng trưa là ăn trưa, 4-5 giờ chiều là tới lán nghỉ. Bỏ đồ đó ngủ. Rồi sáng mai phi. Phi lên đỉnh rồi xuống. Đây là Vàng A Báo, bạn trên Facebook lâu mà anh ai mới không ngờ gặp ngoài đời. Mà Báo cũng mới nhận ra mình. Nãy giờ không nhớ. Bạn Facebook đầu chung với Hai Chi rồi nè. Anh đi vòng quanh thế giới rồi đến bây giờ mới được gặp em. Thì đó, đây đó, đó được mong chờ mãi, anh đi mãi, anh ráng sống đi về để được gặp em hôm nay đó. Rồi, giữa núi rừng. Sẽ lại được gặp nhau nhiều. Sẽ được gặp nhau. Anh sẽ đi Tả Liên sớm. Vâng. Ừ, ok. Trứng ngon. Mà nắm cơm, trứng với ruốc. Tiếp tục hành trình đi với những rừng cây thảo quả rất là xinh, có mấy cái lán gỗ rất kiên cố như cái nhà luôn, có mấy bạn đi lấy thảo quả cái cây rừng đó sẽ ngủ đó. Ở đây có một cái hồ nước tự nhiên cực kỳ trong, không thua gì Vesasa Thụy Sĩ nè. Hoa ban giữa dòng nước suối, như phận đời trần nở đóng pha, trôi theo con sóng nước bập bềnh, không biết đi về đâu.
Đây mà có một cái cây giống bị sét đánh trẻ làm đôi. Rồi, điểm 2000m. Mọi người đi đâu cứ để thấy chưa? Tới 2000m là bắt đầu chuyển dần sang rừng cây lá kim. Lá tre trúc xuất hiện nhiều hơn, tán cây thưa hơn. Bây giờ đi có thấy tre trúc là biết tới điểm 2000m. Đi tăng được 500m độ cao rồi. Còn 1000m độ cao nữa là tới, nhưng mà hôm nay đi thêm 500 nữa thôi. Đang luồn đất trong rừng cây thảo quả. Phía sau có những cái dãy núi, cây đã thấp hơn, lộ rõ núi hơn, để lên độ cao lớn. Thì cái đỉnh Bua Tơ Lan sẽ nằm sau cái ngọn núi trên kia, chắc mọi người sẽ hơi khó thấy. Đến nay là chắc cũng khoảng 1 giờ, đang độ cao vẫn 2001m. Không còn gần 1000m độ cao nữa. Nãy giờ đi đường bằng phẳng khá dễ. Đi khoảng 2 tiếng, 3 tiếng nữa là tới điểm hạ trại rồi. Ở tới cái láng đi nghỉ rồi. Những cái rừng cây dương sĩ nè, mọi người thấy không? Đấy. Wow, xem rừng cây kìa. Rừng cây đẹp quá. Nhìn cứ như Lord of the Rings, đúng không? Công viên kỷ Jura. Đây mà có tự nhiên nghe tiếng gầm gừ cái lá cây, mấy cái cây trẻ ra, đúng không? Là chắc sợ chết. Giới thiệu các bạn, đây là chè đây, chè sang tiết cổ thụ. Nhưng mà người ta chặt đi còn cái gốc, thì cái gốc mới mọc lên đây, vẫn còn được một chút. Xin một lá nhé. Tối nấu nước sôi uống chè sang tiết. Rồi, ba bé chè. Rừng cây đẹp quá. Làm nhớ rừng cây Sequoia ở Redwood, ở phía Bắc Cali. Một con suối giữa rừng. Mình đang đi trong đoạn rừng tre, rừng trúc. Đã độ cao khoảng 2500m so với mặt nước biển. Thì tính từ sáng thì cũng đi được khoảng chắc cũng 8 cây số, 7-8 cây. Và cũng đi được tăng độ cao ở sơn được khoảng 1000m rồi. Đi một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ đến bờ suối. Ngày mới gặp mấy nhóm đi ngược về, có mấy bé nó nhận ra mình, hóa ra cũng follow từ lâu. Thấy mình hết quá, không ngờ gặp anh đây, nghe nên Ngũ Chi Sơn tại sao nó đây. Cũng dễ thương, rất tình cảm, mọi người quý mến, hiểu được cái chuyến đi đó của mình, cũng thấy trân quý, dễ thương. Nên mốt mở cửa hẹn đi phi tiếp, để có niềm vui cho mọi người, có cái động lực, inspire cho mọi người làm những việc mình thích. Không có ngại ngùng chứ, Việt Nam mình không có thua kém ai hết, chiến thới hết. Như là dám giây phút ban đầu rồi, dám bước ra khỏi vùng an toàn hay không, dám đặt những bước chân đầu tiên hay không thôi. Những mét cuối cùng trước khi về lán nghỉ. Lán nâng nghỉ đêm, vừa lúc nắng lên, thật là xinh đẹp. Quá đẹp. Đây là lán nấu cơm, lán ngủ bên kia. Đây có mấy anh đang chuẩn bị đồ ăn. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Trên đỉnh núi có chỗ tắm nước nóng luôn, quá xịn. Mấy cô lấy củi nấu quá đã, như spa, như resort. Bữa tối đây. Món dân giả uống được rồi, hơi bị được. 1 2 3 vô, chúc sức khỏe. Xong ngày thứ nhất, ngày thứ hai lên đỉnh rồi xuống luôn. Hôm nay thành viên đoàn có thêm một thành viên mới, được đoàn kia gửi gắm. Bây giờ hôm qua chị đó mệt quá, không lên đỉnh nổi. Chưa giờ đi leo núi mà ba lô nhẹ vậy luôn á, thích ghê. Buổi sáng ngày thứ hai cũng là ngày cuối, đang độ cao khoảng 2500m. Trời khá đẹp. Phía trước đỉnh Bua Tơ Lan cuối cùng hiện ra trước mặt. Còn 600m độ cao nữa. Xác định rồi, 2008-2009 rồi. Những mét cuối cùng lên đỉnh Bua Tơ Lan cao thứ 3 Việt Nam, 3049m. Đây, này, Bua Tơ Lan. Ta-da-da-da. Ok, thêm một đỉnh nữa nhé. Hello mọi người, thì cuối cùng tụi mình cũng tới được đỉnh Bua Tơ Lan 3049m, là đỉnh cao thứ 3 Việt Nam.
sau một ngày và một đêm leo lên đây thì đây bây giờ có sấm sét rồi, có sấm thì phải xuống gấp, không ở đây lâu được. Thì đỉnh núi rất dễ dàng, mọi người đi có dịp lên đây chơi, đi đây có báo, cứ hú báo làm gai cho mọi người đi ha, cứ nhập mật khẩu bạn Đăng Khoa sẽ được tính giá không đổi, có quen biết gì đâu mà giảm giá. Rồi ok, xuống núi đây. Rồi mọi người hẹn gặp lại tại một đỉnh trong cái top 10 đỉnh cao nhất Việt Nam tiếp, kế tiếp ủng hộ du lịch nội địa, đi chơi nhiều để cho ủng hộ mọi người trong cái kỳ dịch bệnh ha. Ok, bye bye. Xuống núi thì đi rất là nhanh, chạy luôn chứ không đi nữa. Mình hơi cẩn thận, trật khớp chân là chết. Đi xuống thì hơi ngã người ra, thì lỡ cái trật chân thì ít cái đít xuống, ập cái mặt xuống là tiêu. Rồi tạm biệt lén ở đây. Rồi bắt đầu nhóm duy nhất lên đỉnh và về cuối cùng, không còn ai ở đây cả. Cả buổi tối qua rất là đông, trời cũng vừa mưa xong, mà giờ có mưa đá nhưng mà ít thôi, không sao, với đi trong đường cây cũng được, chứ trễ rồi. Tại đi hai ngày một đêm nên phải đi nhanh một chút. Bắt đầu rơi, đá rất là to. Lấy ba lô che lên đầu. Mưa đá quá trời nè. Quá trời. Này đầu có mấy viên to lắm. Thôi nha, như tuyết nè. Cũng khiếp. Thác đẹp quá nè. Hôm qua không có, nay thành con thác giờ này mưa. Đẹp quá à, thật ma mị. Đây là thị trấn nhỏ ở Tà Lũng. Dễ thương, có mấy đứa nhóc dễ thương nè. Hello con. Hello, hello, hello. Xin chào. Xin chào. Đây có mấy đứa nhóc người Mông rất là dễ thương, ở ngay cạnh của nhà của dạng ở báo của các bạn bọt tơ đây. Có đứa là từ chưa vô lớp 1, có đứa lớp 1, lớp 2, lớp 4 rồi. Rồi, chúc tụi con ăn mau chóng lớn nha. Học cố gắng học, không được bỏ học nha. Học thật là tốt nha. Ok. Bữa tối thân mật ở nhà của báo, bạn bọt tơ rất là dễ thương. Trà xanh tuyết xịn sò nha bà con. Rồi tới xe rồi, tạm biệt báo. Rồi rồi ok, bye em, giữ sức khỏe em. Ok báo. Rồi lên xe về lại Hà Nội, kết thúc chuyến đi. Hẹn gặp lại ở Bù Xì Lung hay đâu đó. Bù Xì Lung nha. Ok, chuyến nhà nói là làm nha. Bù Xì Lung nha. Ok, okay.